Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia, thì gặp 10 người phong củi đang đứng ở đằng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được làm sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được làm sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được làm sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay thứ tư, tuần 32 mùa thường niên. Chủ đề chúng ta cùng tìm hiểu ấy là hãy tạ ơn Chúa, hãy tạ ơn Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, nghệ sĩ Lê Vũ Cầu trước khi được lành bệnh, ông là một người ngoại đạo. Lúc thập tự nhất sinh, ông đã được giới nghệ sĩ chuẩn bị tang lễ cho ông cách chu đáo. Tuy nhiên, khi có người công giáo đến thăm và gợi ý cho ông đưa ông đến đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của dòng Chú Cứu Thế để khẩn cầu với Đức Mẹ, ông đã đồng ý. Khi đến nơi, kỳ lạ thay, ông không xin cho mình được khỏi bệnh, nhưng ông lại xin đức tin. Và thật mầu nhiệm, không những ông được ơn đức tin mà ông còn được lành luôn căn bệnh xơ gan cổ trướng của mình. Sau đó, ông đã được đón nhận bí tích thánh tẩy và dành thời gian còn lại để tạ ơn Chúa bằng những việc sống đạo đức tốt lành, làm những việc thiện, bác ái, xã hội. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, hẳn ít ai dám can đảm để xin ơn đức tin như là ông Lê Vũ Cầu. Bởi vì khi xin ơn đức tin, chúng ta phải thay đổi đời sống, phải chấp nhận lội ngược dòng để làm chứng cho đức tin mà mình đã lãnh nhận. Ngược lại, chúng ta thường chạy đến với Chúa, với mẹ và các thánh để xin cho mình những ơn này, ơn khác như là giàu sang, chức vị, sức khỏe, vân vân. Xin những điều đó là tốt, tuy nhiên xét về cấp độ của ân sủng thì ơn đức tin là cao trọng nhất. Vì nếu có đức tin, chúng ta dễ dàng ăn vui và hạnh phúc trong hoàn cảnh hiện tại, miễn sao danh Chúa được cả sáng và thánh ý của Chúa được thực hiện. Thật vậy, khi có đức tin, chúng ta sẽ nhận ra tất cả là hồng ân. Vì thế, cần phải tạ ơn Chúa và yêu thương anh chị em mình. Lời Chúa hôm nay trình thuật cho chúng ta mẫu gương đức tin của người phong củi xứ Samaria. Chính nhờ lòng tin mà anh được chữa lành, cũng nhờ lòng tin mà tâm tình đầu tiên của anh đó là trở lại với Chúa Giêsu để tạ ơn người. Thái độ này của người Samaria ngược hẳn lại với 9 người cùng bị phong củi, người Do Thái. Họ đã được lành bệnh, nhưng không một ai quay lại để cảm ơn Chúa. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần có thái độ yêu mến Thiên Chúa, tin tưởng vào người và biết cảm ơn người. Mặt khác, lời Chúa còn nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng nếu những người trong tin mừng hôm nay đã mắc phải căn bệnh cùi thì hẳn mỗi người chúng ta cũng có những căn bệnh cùi về mặt tâm linh đáng sợ hơn rất nhiều. Vì cùi tâm linh có thể hủy diệt cả tâm hồn chúng ta. Tuy nhiên, nhờ ơn đức tin, chúng ta có hy vọng được lòng nhân từ của Thiên Chúa chữa lành và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Vì vậy, khi được Thiên Chúa yêu thương, chúng ta phải biết cảm ơn Chúa và thay đổi đời sống nhờ hồng ân đức tin soi dẫn. Trong Kinh Tiền Tụng Thánh Thể thứ tư viết rằng: Thật ra, Cha không cần chúng con ca tụng, nhưng được ca tụng Cha lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Cha, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Thật vậy, thưa quý ông bà, anh chị em,
Thiên Chúa từ ngàn đời đã là Thiên Chúa, nơi người tràn đầy vinh quang và danh dự. Ta có ca tụng người, chẳng thêm gì cho người, nhưng mưu ích cho ơn cứu độ của ta mà thôi. Khi ta biết tỏ lòng tri ân Thiên Chúa, chính là lúc ta được mở rộng cõi lòng để đón nhận ân sủng từ nơi người, và vì thế ơn lại thêm ơn. Còn khi không biết cảm ơn Chúa thì ngay cả những cái mà chúng ta đang có cũng sẽ bị lấy mất đi. Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm ơn đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con ơn sám hối để đáng được Chúa chữa lành bệnh củi tâm linh của chúng con và biết cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống của mình. Amen. Xin cảm ơn anh chị em.